dàn mỹ nhân Miss World nhảy điệu, si tình. Hoa hậu Mai Phương Hướng dẫn các thí sinh quốc tế nhảy theo giai điệu, si tình của Hoàng Thùy Linh ở Miss World 2024. Ngày 22 tháng 2, video hàng chục thí sinh nhảy trên nền nhạc bài si tình thu hút lượt xem, bình luận của fan sắc đẹp. Mai Phương cho biết trước phần thi người đẹp thể thao, cô chủ động nhờ ban tổ chức bật nhạc, sau đó kết nối, hướng dẫn mọi người nhảy. Trước đó, khi ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện, nhiều cô gái đứng lên hưởng ứng động tác vũ đạo của Mai Phương. Hoa hậu nói, tôi vui khi mọi người nói yêu thích giai điệu tươi vui. Các động tác vũ đạo dễ nhớ của si tình. Điệu nhảy si tình cũng là tiết mục Mai Phương chuẩn bị cho phần Dancer of the World, sẽ phát ở đêm chung kết. Cô và ekip đưa ra lựa chọn vì nhận thấy bài hát mang tinh thần trẻ trung, gây sốt thời gian qua khi nhiều ngôi sao quốc tế hưởng ứng. Mai Phương chọn trang phục mang nét văn hóa vùng núi, họa tiết thổ cẩm, do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện cho tiết mục. Trước đó, Hoa hậu dành nhiều tháng để tập luyện cùng biên đạo Kim Anh. Si tình là đĩa đơn nằm trong album thứ tư của Hoàng Thùy Linh, do JTAP sáng tác, ra mắt tháng 2 năm 2022. Bài hát có giai điệu dance pop chủ đạo, kết hợp đoạn điệp khúc mang âm hưởng ngũ cung, lấy cảm hứng từ văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tên bài hát đặt theo hướng chơi chữ, người nghe có thể hiểu si tình là si tình hay nhìn thấy tình yêu. Nhiều ca sĩ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan từng cover điệu nhảy ca khúc, hút triệu lượt xem. Huỳnh Nguyễn Mai Phương, 24 tuổi, đăng quang Miss World Việt Nam 2022, được đông đảo khán giả ủng hộ. Cô cao 1,7m, số đo 3 vòng 82, 63, 92cm. Ngoài nhan sắc, Mai Phương được đánh giá cao về nền tảng học vấn, điểm IELTS 8.0, đang là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Một tuần qua ở cuộc thi, nhiều fan sắc đẹp nhận xét Mai Phương làm tốt vai trò kết nối, giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Cô ghi điểm về phong cách thời trang thanh lịch, thể hiện hình ảnh nhiều năng lượng. Sau thuyết trình dự án nhân ái Jacoby Mai Phương, người đẹp ghi tên vào top 25 phần thi Hector Head Challenge, tiếp tục tranh tài ngày 23 tháng 2. Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Mùa thứ 71 sẽ diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 18 tháng 2 đến 9 tháng 3, có 117 người đẹp khắp thế giới tranh tài. Đương kim Hoa hậu Carolina Bilawa, người Ba Lan, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.